Xin chào các bạn. Chương trình tự học đệm guitar điệu bolero thì còn rất nhiều nha các bạn. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Thì qua 8 bài trước thì khi mà tôi chạy bass ở tông mi thứ là đã có bạn hỏi là tại sao tôi biết các nốt đó để tôi chạy. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chạy bass khi mà các bạn đổi qua một cái tông khác. Và tôi sẽ đặt vấn đề tại sao chúng ta có bài giảng ngày hôm nay trước khi chúng ta vào. Tôi lấy ví dụ như các bạn đã biết đàn một bài nhạc ở tông bất kỳ, ví dụ như là tông la thứ. Ví dụ như các bạn đã biết đàn cái bài nào đó ở tông la thứ. Bây giờ bạn muốn đàn bài này cho người yêu bạn hát, nhưng mà người yêu mình muốn hát ở tông mi thứ. Chẳng lẽ bạn nói là không, anh chỉ biết đàn ở tông la thứ, em phải hát tông la thứ. Còn cô này thì không, em hát được ở tông mi thứ. Thì làm sao? Chẳng lẽ chia tay? Mà nếu như chia tay thì ai là người có lỗi? Thì bạn là người có lỗi. Tại vì sao? Tại vì mỗi một người thì có một cái quãng giọng khác nhau. Người thì hát cao, người thì giọng thấp, người ta chỉ hát được thấp. Thì không thể nào bạn bắt người ta hát theo mình được. Mà cái người đàn bạn phải đi theo tông của ca sĩ. Ví dụ như bạn tập đàn theo cái cô ca sĩ nào đó hát cao quá, người yêu mình không thể nào hát cao được. Chẳng lẽ mình bắt, không thể nào mình bắt người yêu mình là hát bằng cái cô đó để cho mình đàn. Chính vì vậy mà các bạn phải biết đàn một bài nào đó rồi thì các bạn phải biết đổi qua một cái tông khác để chúng ta đàn, mà cũng phải biết chạy cái câu bass như thế nào. Và thông thường là tôi sẽ hướng dẫn lý thuyết, sau đó tôi mới chỉ cái mẹo hay là cái cách đánh. Nhưng mà tôi biết là các bạn thích cái mẹo hơn, cho nên hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn cái mẹo chuyển làm sao trước, sau đó tôi sẽ giảng về lý thuyết sau. Bây giờ các bạn cầm đàn guitar, tôi sẽ chỉ cho các bạn cái mẹo. Cho đến đây thì chúng ta đã biết được hai câu chạy bass. Bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ câu số 1 trước, sau đó chúng ta suy ra câu số 2. Bây giờ tông la thứ thì dây này rất là quan trọng. Dây 5 là dây la. Dây la, tông la, chúng ta tạm gọi nó là dây chủ âm vì nó là cùng. Tông la, dây la. Bây giờ dây chủ âm đây, ngay phía dưới dây chủ âm các bạn bấm ngang số 2. Xong rồi buông ra, lên dây chủ âm, bấm ngang số 3, ngang 2, xong, buông ra. Thì chúng ta được câu bass. Đó là câu bass ở tông la thứ. Bây giờ ví dụ người yêu nói em muốn hát tông mi thứ, thì chúng ta làm sao? Chúng ta không cần biết chúng ta sẽ đàn nốt gì, nhưng dây chủ âm bây giờ là dây số 6. Ngay phía dưới dây chủ âm chúng ta đàn ngang số 2, buông ra, lên dây chủ âm ngang số 3, ngang số 2, buông ra. Lỡ người yêu mà có hỏi của anh mới đàn nốt gì đó, tại sao biết nốt đó để đàn, thì các bạn nói sao? Không biết, cái tay làm thôi. Thì lỡ mà các bạn có làm gì sai trái thì người yêu phàn nàn, thì chúng ta nói sao? Không biết, cái tay làm thôi chứ mình cũng không biết. Giờ qua tông rê nhé. Tông rê thì dây chủ âm là dây số 4. Thì ngay phía dưới dây chủ âm các bạn đánh ngang 2, buông ra, lên dây chủ âm ngang 3, ngang 2, rồi buông ra. Có nghĩa là ở tông la các bạn làm sao, qua kia các bạn làm y như vậy. Các bạn không còn biết chúng ta đang đàn nốt gì. Bây giờ là câu số 2, câu chạy bass số 2. Thì chúng ta chỉ thêm một nốt vào câu chạy số 1 mà thôi. Đây là tông la thứ. Thì chúng ta chỉ thêm một nốt phía trước. Thì ở tông mi thứ các bạn cũng sẽ làm y như vậy. Đây là tông mi thứ. Qua tông rê thứ thì các bạn cũng làm y như vậy. Đây là tông rê thứ. Và tại sao chúng ta có các nốt đó và các nốt đó tên là nốt gì? Thì các bạn xem đây. Đó là tôi vừa chỉ cho các bạn cái mẹo. Còn đây là theo lý thuyết sách vở bài bản. Tông la thứ thì chúng ta có âm dây la thứ gồm có 7 nốt không thăng không giáng là si, đô, rê, mi, fa, son. Trở lại là cái là A, B, C, D, F, G theo thứ tự bảng chữ cái. Đây là chủ âm. Nếu như tông mi thứ thì chúng ta có âm dây mi thứ, mi chúng ta ghi ra mi, fa, son, la, si,
Do, Re, Mi. Nhưng mà chúng ta phải có pha thăng. Tại sao có pha thăng? Chúng ta coi ở phần nhạc lý nâng cao tôi sẽ giải thích nha. Nếu như tông Re thứ thì chúng ta ghi âm dài Re thứ. Re, Mi, Fa, Son, La, Si, Do, Re. Nhưng mà phải có Si giáng. Rồi, nếu như câu bass số 1 chúng ta chạy các nốt là bốn nốt là Mi, Re, Do, Si là chúng ta không tính, là tại vì đó là trở về nhịp đầu tiên là bốn nốt là Mi, Re, Do, Si, trở lại hợp chủ âm là thì nếu người ta hát tông Mi thứ, đây là tông La thứ nha, đây là tông Mi thứ nha, còn đây là tông Re thứ, đây là các nốt âm dài, thì qua tông Mi thứ chúng ta sẽ đạt cái nốt nào? Cái nốt theo đây Si, La, Son, Fa thăng trở về Mi. Nếu như tông Re thứ thì chúng ta sẽ đạt các nốt nào? Là từ các nốt chúng ta đạt là La, Son, Fa, Mi, xong rồi Re. Nếu câu bass số 2, câu bass số 2 chúng ta thêm một nốt là nốt gì? Nốt Fa. Thì là Fa, Mi, Re, Do, Si, xong mới là. Thì ở tông Mi thứ thì chúng ta phải thêm nốt nữa là nốt Do. Do, Si, La, Son, Fa thăng mới trở về Mi. Thì ở tông Re thứ thì chúng ta phải có nốt là Si giáng, xong rồi La, Son, Fa, Mi, kết thúc Re. Đó là tôi hướng dẫn cho các bạn cách chạy câu bass ở tông La, các bạn đổi qua tông Mi thứ các bạn chạy làm sao, đổi qua tông Re thứ các bạn chạy làm sao. Các bạn biết các bạn có bao nhiêu tông tất cả không? Nếu như các bạn muốn thì các bạn comment ở dưới, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta sẽ đổi tất cả các tông. Các bạn chúng ta biết đàn ở một tông này rồi thì chúng ta sẽ đổi tất cả các tông khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.